Đây. Đây là cái tờ giấy cuốn với một vòng tròn. Đây. Đây cuốn một vòng tròn đánh dấu vào. Rồi xong bắt đầu em đo đi. Đây thước. Đo xem dài bao nhiêu. Còn đo đằng cm kia kìa. Nếu không lấy cái này đo này. Đây bắn này. Úi giời ơi. Đấy. Đo xem một vòng nó dài bao nhiêu. Đấy. Tao chia cho ba. Lấy cái số này đo. Chia cho 3,14. Đấy, chia cho 3,14 là ra đường kính thôi.